Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Lê Tường Vi. Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc khi được tham gia cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam cùng với các anh chị đội viên thuộc một số liên đội trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An. Em xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã phát động một phong trào vô cùng ý nghĩa và bổ ích. Qua hoạt động này giúp chúng em thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa các liên đội. Bên cạnh đó, giúp chúng em bổ sung kiến thức lịch sử của địa phương, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tự hào là một người con của vùng đất Long An giàu truyền thống cách mạng. Tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2 tháng 9 năm 1967, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã tuyên dương 3 nơi đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ với các danh hiệu như sau: Củ Chi, đất thép thành đồng; Quảng Nam, Đà Nẵng, trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ; Long An, trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc. 8 chữ vàng này đã được điêu khắc ra Phan Gia Hương, cụ thể hóa bằng tượng đài Long An, trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 6 hecta với tổng đầu tư kinh phí trên 100 tỷ đồng, được khánh thành ngày 28 tháng 4 năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Địa chỉ đỏ này đang là nơi các đoàn đại biểu, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên đến để tưởng nhớ, hiểu hơn về những hy sinh mất mát, ý chí kiên cường trên con đường đi làm cách mạng của những thế hệ cách mạng đã đi qua. Đến viếng tượng đài ngày hôm nay, chúng em bồi hồi, xúc động như được ngược dòng thời gian trở về những năm tháng hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, truyền thống trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc của người dân Long An đã thể hiện được tinh thần dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo của quân và dân Long An trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đây là động lực thúc đẩy Đảng bộ và nhân dân Long An vươn lên lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương sau ngày thống nhất đất nước. Địa chỉ đỏ thứ hai mà chúng em được đến viếng ngày hôm nay là Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An. Nghĩa trang được Đảng bộ và nhân dân Long An xây dựng nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nghĩa trang được xây dựng từ những năm 70, vị trí tại vòng xoay quốc lộ 1A, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thuộc hướng đông bắc của thành phố Tân An. Trong gần 4.000 ngôi mộ liệt sĩ đang yên nghỉ ở nghĩa trang này, có trên 2.000 liệt sĩ quê quán tỉnh Long An, trên 1.200 liệt sĩ quê quán ngoài tỉnh Long An và trên 600 liệt sĩ không rõ quê quán. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt ghi vào lịch sử của dân tộc bằng những trang vàng chói lọi. Khi miền Bắc được giải phóng, đất nước bị chia cắt, cả nước lại cùng miền Nam gồng mình để chống lại sự hung ác, bạo tàn của đế quốc Mỹ. Chúng ta dễ đâu quên được một miền Nam thủy chung son sắt, một miền Nam gan góc dạn dày. Cùng với khí thế của cả dân tộc ra trận, những người con Long An đã phát huy truyền thống anh dũng của quê hương giàu truyền thống cách mạng, luôn sẵn sàng xung phong lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ non sông, thống nhất đất nước. Các cô, các chú, có những người đã được trở về với gia đình, có những người được trở về yên nghỉ trên mảnh đất của quê hương, nhưng vẫn còn một số các anh hùng liệt sĩ nằm yên nghỉ ở đâu đó trên mọi miền của Tổ quốc. Nhân dân Long An đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, tri ân sâu sắc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
trải qua các thời kỳ chiến tranh ác liệt, gian khổ cho đến hôm nay, Đảng bộ, quân và nhân dân Long An luôn phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, vững niềm tin đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn. Những mầm non tương lai của đất nước, chúng em rất đỗi tự hào khi được cất lên bài hát quốc ca. Những lời ca hào hùng đó luôn luôn nhắc nhở chúng em về những hy sinh xương máu của cha ông. Thôi thúc dân tộc ta phải luôn cảnh giác với giặc ngoại xâm. Và quốc ca mãi mãi là linh hồn của dân tộc Việt Nam.